Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Hôm nay ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực Vịnh Thái Lan đang có mưa rào và dông mạnh. Đêm nay và ngày mai mùng 4 tháng 8, mưa tiếp tục xảy ra ở khu vực Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Riêng vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Đối với thời tiết trên đất liền, hôm nay khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên, Nam Bộ có nắng đến giữa trưa với nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 34 độ, nhưng sau đó chuyển mưa dông diện rộng. Từ chiều nay đến ngày mai mùng 4 tháng 8, khu vực từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối với lượng mưa là từ 20 đến 40mm, có nơi trên 50mm. Dự báo mưa dông ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Với khu vực Bắc Bộ, đêm nay ở Tây Bắc sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa đo được là từ 20 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Chiều tối ngày 4 tháng 8, ở khu vực Đông Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Và từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 8, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa cũng sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa đo được là từ 100 đến 200mm, có nơi trên 200mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 27-35 độ, độ ẩm 80-90%. Khu vực Trung Du và vùng núi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, chiều có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ 25-37 độ, độ ẩm 80-90%. Khu vực thành phố Vinh, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 27-36 độ, độ ẩm 80-85%. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 27-34 độ, độ ẩm 85-90%. Kết thúc bản tin là dự báo thời tiết các tỉnh thành trong cả nước. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.